đột vị cơ thể để biết bạn đang nạp quá nhiều đường. Thưa quý vị, đường có trong hầu hết đồ ăn của con người, ngay cả những thức ăn bạn không hề nghĩ rằng có đường, thực tế cũng tồn tại một lượng đường nhất định. Và rõ ràng tiêu thụ đường nhiều đang trở thành vấn đề được cảnh báo trên toàn cầu, vì nó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe lớn như là bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Điều này đặt ra vấn đề làm sao để một người nhận ra mình đang ăn quá nhiều đường để biết được khi nào cần phải cắt giảm lượng đường nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình. Một, vấn đề về da. Những người có mụn trứng cá mức độ vừa tới nặng đã hấp thu nhiều đường hơn so với người bị mụn trứng cá mức độ nhẹ hoặc là không có mụn. Đường còn là thủ phạm gây ra những quầng thâm dưới mắt. Để cải thiện vấn đề này, bạn cần cắt giảm lượng đường trong chế độ ăn. Thứ hai, người mệt mỏi. Nếu bạn ăn bữa sáng hoặc là bữa trưa có sẵn chứa nhiều đường và thiếu protein bão hòa, chất xơ và chất béo, bạn có thể thấy mình bị thiếu năng lượng, gây đau dữ dội và mệt mỏi. Thứ ba là sâu răng. Sâu răng là dấu hiệu dễ nhận biết của việc tiêu thụ quá nhiều đường. Khi vi khuẩn trong miệng tiêu hóa carbohydrate, chúng tạo ra một axit kết hợp với nước bọt để tạo thành mảng bám. Nếu không được vệ sinh, mảng bám tích tụ trên răng và bắt đầu bào mòn lên răng gây sâu. Thứ năm là huyết áp cao. Chỉ số huyết áp bình thường là 120/80 mm thủy ngân hoặc là thấp hơn. Nhiều nghiên cứu cho rằng khi đường trong cơ thể bị dư thừa sẽ dẫn đến các vấn đề về huyết áp, đặc biệt là tình trạng huyết áp tăng cao. Trong một bài nghiên cứu năm 2014 được đăng trên tạp chí BMJ Open Heart, các chuyên gia y tế cho rằng để đảm bảo huyết áp khỏe mạnh, bạn nên hạn chế lượng đường, điều đó còn quan trọng hơn so với giảm lượng muối. Bởi fructose có thể làm tăng nguy cơ tim mạch bằng cách kích thích rối loạn chức năng chuyển hóa. Thứ năm là cholesterol cao. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of the American Medical Association, thừa đường có thể làm giảm cholesterol tốt HDL và tăng cholesterol xấu LDL trong cơ thể. Thứ sáu, bạn rất thèm ăn đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng Albert, nếu bạn ăn càng nhiều đường và bạn càng thèm ăn nhiều đường hơn nữa. Vì vậy, khi bạn cảm thấy mình bị thèm ăn cái gì đó ngọt, đừng bỏ qua dấu hiệu này vì rất có thể ham muốn đó của bạn là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe lớn hơn. Thứ bảy, cảm lạnh và cúm thường xuyên. Việc ăn quá nhiều đường có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cho khả năng chống lại những bệnh thông thường của cơ thể giảm đi. Kết quả là bạn dễ mắc các bệnh cảm mạo, cảm cúm hơn. Vì vậy, bạn hãy bổ sung thêm rau quả chứa chất xơ và vitamin vào bữa ăn thay vì ăn quá nhiều đồ ngọt nhé. Lượng đường cao không chỉ gây tăng cân mà sau đó còn làm tăng nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường loại 3. Nếu bạn đang có những dấu hiệu cơ thể ở trên, hãy chú ý đến tình trạng này và gặp bác sĩ để kiểm tra ngay nhé.